Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Root Battleground. Lần này á thì mình sẽ sử dụng cho anh em xem giác quỷ OP full chiêu. Chắc chắn là nó sẽ rất là mạnh rồi anh em ạ. Nhưng mà đặc biệt nha, cái trái này theo mình thấy là hơi bị khó sử dụng một tí. Cái này là cái cảm nhận cá nhân của mình thôi. Tại vì chiêu của nó đó thì chúng ta phải canh cho chuẩn anh em ạ. Nếu mà không canh cho chuẩn thì rất là khó để đánh trúng. Có một người đang núp ở phía dưới kìa. Để mình mở room ra. Cái này đứng ở phía trên thì mình vẫn xài chiêu xuống được. Nhưng mà chắc thôi, để dịch chuyển xuống phía dưới chơi. Đấy, anh em có thấy gì không? Không phải là mình dịch chuyển đơn thuần, mà hồi nãy là mình khoán đổi vị trí với lại cái thanh niên kia. À, chạy ra khỏi cái vòng của mình rồi kìa. Nhưng mà đáng tiếc, cái trái OP này có vài chiêu là sử dụng được ở bên ngoài room luôn nha. Đây là chiêu lấy tim nè. Đấy, anh em thấy chưa? Mình đã móc được trái tim của thanh niên kia. Khi mà bóp trái tim á thì mình sẽ khống chế người chơi được khoảng tầm 1-2 giây nữa ạ. Kiểu là như thế. Anh em thấy không? Khi mình bóp á thì thanh niên đứng ôm bụng á. Mở room ra nào. Đa số nha, mình mở room ra như thế này á, người chơi khác họ thấy là họ chạy hết trơn à. Nên chủ yếu là mình xài cái chiêu số 4, số 5 với lại số 6. Tại vì ba chiêu đó là nó sẽ cho sử dụng ở bên ngoài room anh em ạ. Cái chiêu số 3 này cái lúc mà game nó mới up nha, hình như là mình sử dụng được ở bên ngoài luôn á. Còn bây giờ thì hết rồi hay sao, mình nhấn hoài nó không chịu sử dụng. Do là họ có chiêu solo rồi anh em, nên là mình dí theo cũng hơi bị mệt. Ủa sao đứng yên rồi? Chán đời quá nên là để cho mình đánh luôn đó anh em. Móc tim. Vậy là chúng ta đã có được một mạng đầu tiên. Nói chung á, đã full chiêu rồi thì chắc quỷ nào cũng mạnh. Quan trọng á là mình có biết sử dụng hay không thôi. Đó mới là cái vấn đề. Nhưng mà phải công nhận một điều là cái trái OP này, cái lúc mà cấp nhỏ nào cái 1-2 chiêu á, rất là khó sử dụng so với những trái quỷ khác. Còn full chiêu rồi thì rất là mạnh, không có gì để nói. Đấy. Đâu rồi ta? À, chạy bên kia kìa anh em ạ. Đang đứng ở ngoài cái room rồi. Tính đâu mình dí theo không được hay sao á. Núp đằng sau cái gốc cây á nè. Chắc chắn là họ không chịu vào trong cái room này đâu. Mình phải đi kiếm thôi. Móc tim. Chạy đi đâu cho thoát. Khi mà bóp tim nha, một lần có khoảng tầm vài máu thôi à, không nhiều lắm. Quan trọng là cái khúc mà chúng ta lướt tới, chúng ta móc tim á, cái khúc lướt tới là nó đã mất máu đối phương rồi nha mọi người. Chứ còn khúc bóp tim là chỉ khống chế đối phương 1-2 giây, chứ nó không có gây sát thương nhiều. Mình nghe tiếng có ai đang solo và mà á. À, thanh niên xài trái mochi lúc nãy bị mình tiêu diệt chắc. Định lại báo thù á anh em. Nhào vô đây, mình móc tim mình đánh cho không thấy đường. Chẳng qua đứng ở phía trên thôi nha. Cao quá mình dịch chuyển không tới. Vừa phát hiện ra một mục tiêu đang đứng ở trước mắt. Mở room ra. Xài cái chiêu số 3 liền. Thanh niên nó chết chắc anh em ạ, sống gì nổi. Bóp tim thêm phát nữa nha. Đấy, đứng ôm bụng kìa. Nhìn tội không? Xài trái cao su thuộc dạng cùi bắp. Nếu trái cao su huyền thoại là nhìn sẽ biết ngay. Bạn này yếu thôi, không có mạnh. Mình đụng nhẹ nhẹ vài cái là chết rồi. Để coi còn ai khác nữa hay không. Kìa kìa. Thanh niên xài trái mochi với lại một thanh niên xài trái gura. Được lắm, mở room ra nào. Bắt đầu chiến đấu anh em ạ. Anh em thấy chưa? Mình vừa mở room là mấy anh em chạy ra ngoài liền à. Ờ à, đúng rồi, vô đây. Ngon, nhảy vào. Ôi, mình xài cái chiêu kia không kịp. Không sao, cứ từ từ. Mình sẽ tiêu diệt người chơi sử dụng trái gura. Bay đâu ta? Đấy, chúng chiêu liền. Định nhảy đi đâu?
xuống đây. Đã dính cái chiều móc tim rồi anh em thấy chưa. Đâu có đồ với lại cháy OB được. Rất là lợi hại. Tính ra mình sử dụng riết bây giờ quen rồi nè. Chứ cái lúc mà mới vừa sử dụng cái chát quỷ OB này mình xài chiêu hụt không. Tiệt với anh em luôn. Ui cái sóng thần mạnh vậy. Lo nói chuyện với anh em nó tạt mình chết ngắt luôn em ơi. Ờ mình cũng đúng thôi. Cái chiêu sóng thần của trái Gura đánh lần mấy trăm máu. Quên nữa. Trời ơi không để ý. Bị dính cái chiêu đó chết ngắt. Trước mặt mình có một bạn xài trái Pika. Ôi chạy ra ngoài cái room rồi. Vậy xài cái chiêu lấy tim. Định đi đâu. Xài luôn cái chiêu số 5 nè. Đấy. Ủa bay ra rồi. Thiệt tình là hồi nãy giờ đánh gần chết. Vậy thôi đây có một thanh niên khác nè. Để mình tiêu diệt luôn. Ủa ở đâu nhảy xuống lại vậy. Tự đi vào nộp mạng cho mình anh em ơi. Đây nè người chơi xài chiếc Pika. Còn có xíu máu à. Định bay chạy chứ. Sao mà được. Nhảy xuống đánh mình cho đã rồi chạy à. Chuẩn bị chết đi là vừa. Trời thêm người xài trái bao đốm nữa chứ. Định cái S mạng của mình anh em ạ. Bây giờ cái chiêu số 4, số 5, số 6 nó chưa có hồi thôi. Chứ không là mình săn cái đầu liền. Đâu rồi. Tức thì chứ mở cái room nó nhỏ xíu à. Phía trên nha anh em. Chạy đi đâu. Mình móc tim liền chứ. Ý chết. Lại rơi xuống cái chỗ này rồi. Mấy anh niên ở phía trên còn có xíu máu nha anh em. Để mình tranh thủ tiêu diệt. Trời vậy mà chưa chết luôn á. Còn xíu máu kìa. Bay màu luôn đi nha. Bây giờ còn cái thanh niên Pika với lại Mochi ở phía dưới. Nếu mà tính ra nha, cái chiêu số 1, số 2, số 3 mình sử dụng ít cực kỳ luôn. Do là không có thời gian để mình mở cái room ra nè ạ. Phải nhấn giữ thật là lâu nó mới tạo ra bự được. Mà tạo ra bự như thế này á, thì người chơi khác họ thấy họ cũng chạy mất tiêu hết trơn à. Nên ít có cơ hội sử dụng. Đâu rồi ta. Cái gì mà mình thấy nhiễu chiêu thức ầm đùng mà chả thấy người đâu. Do là mấy anh ấy có chiêu Suru á. Chạy rất là nhanh. Hình như là đánh ở phía trên hay sao á. Mình nghe tiếng. Đó cây rồi cái kiểu rơi xuống nè anh em. Đây. Thanh niên xài trái Mochi. Bây giờ đánh không cần bật room luôn. Bay vô móc tim rồi đánh anh em ạ. Làm gì. Đứng ôm bụng đi nha. Định chạy à. Còn xíu máu. Chết ngắt luôn đi nha. Nhanh gọn lẹ. Thanh niên xài trái Mochi đã bay màu. Kiểu như sử dụng cái số 1, số 2, số 3 là chúng ta phải xài liền luôn nè. Mở rương ra cái xài liền luôn. Là ok. Chứ mở bự ra như thế này họ thấy họ chạy hết trơn à. Đa số là vậy. Có một thanh niên sử dụng trái băng đang đứng xài chiêu. Chọi đá vô liền chứ. Cũng không mạnh lắm đâu. Mình đánh vài cái là muốn chết. Vậy là xong. Có ba mạng liên tiếp rồi anh em ơi. Nghe tiếng cái thanh niên xài trái Pika mà mình không biết chỗ nào luôn á. Thôi kệ đi. Để mình đi kiếm. Chắc là bên kia có người á. Đây rồi. Phía trước đang có một người chơi sử dụng trái báo đớm. Bay tới tấn công liền chứ. Ui cái trái bao đốm này coi bộ nguy hiểm nha anh em. Mình lướt vào móc tim rồi á. Mà chưa có cơ hội sử dụng nữa. Mất luôn cái trái tim rồi anh em ơi. Wow combo mình luôn kìa. Khó chịu đây. Lại đây. Dính ngay cái chiêu của mình liền. Bảo đốm lại chúng tôi à. Nhảy vào trong cái room nè anh em ạ. Trong đây là địa bàn của mình mà. Thanh niên nó dám vào thì mình dám chơi thôi.
Gì đây? Lại có thanh niên xài chiếc Mochi nữa. Anh em thấy chưa? Vào địa bàn của mình là sắp mặt liền. Báo đốm với lại chúng tôi à. Còn có xíu máu à. Làm gì nhau? Mình phải dí đeo tiêu diệt thanh niên này nếu mà. Bây giờ cái màn hình của thanh niên nó đang chớp chớp đỏ đó. Anh em thấy gì từ từ không? Đâu có chạy nổi. Do là yếu máu rồi. Thanh niên Mochi này cũng muốn ăn mạng thanh niên báo đốm lắm. Nên là dí đeo. Chạy kìa. Tức kìa chứ nếu mà mình không có cái chiêu gì dí. Bây giờ muốn mà lôi thanh niên nó lại là mình phải mở cái rương bự ra rồi dùng cái chiêu E để hoán đổi. Nhưng mà xa quá. Trời ơi, biến hình báo chạy rồi kìa. Thôi bỏ đi ha. Tha mạng cho thanh niên báo đốm. Để mình quay lại đánh thanh niên xài trái Mochi nè. Định KS mạng báo đốm của mình nãy giờ dí đeo đó nè. Chạy ra ngoài cái rương đứng chứ. Thôi tắt đi. Nếu không mấy thanh niên kia không dám xuống đây. Mình mở rơm là họ chạy mất tiêu. Ê, gì vậy? Đâu ra có thanh niên sử dụng trái địa bàn rớt ngay chỗ của mình luôn. Bơ thật sự nếu mà. Sẵn tiện mình xài cái chiêu cái mình tiêu diệt. Qua bên đây kiếm người chơi hồi nãy xài trái báo đốm á. Không biết chạy đi đâu rồi ha. Từ đầu giờ là mình ăn được khoảng tầm 4 mạng liên tiếp rồi nha anh em. À có người, có người. Hình như là xài trái Gura. Wow, ghê ta. Cái trái Gura này nguy hiểm nha. À, bay ra ngoài kia. Ghê thế. Định tiêu diệt mình hay sao ấy nhưng mà đâu có dễ. Ăn chiêu này, ôi hụt lớn rồi. Móc tim. Thế là bay màu. Cái cú mà lướt tới móc tim á cũng đánh rất là mất nhiều máu nha. Có một mục tiêu mới rồi anh em ơi. Thanh niên xài trái Magu. Giác quỷ đó cũng khó chịu dữ lắm á. Không phải vàng vừa gì đâu. Đang nhảy nhảy kìa. Để mình bay tới xài cái gì số 4. Dính liền. Sao mà chạy được. Ôi bị văng lên cái núi luôn chứ. Xuống đây nào bạn ơi. À thanh niên này tính ra cũng chịu chơi dữ lắm ấy chứ. Nhảy xuống đánh luôn kìa. Bị móc tim rồi nha. À lại là cái người sử dụng trái báo đốm lúc nãy anh em. Bị mình đánh chạy chưa ớt. Đâu rồi? Lại đây. Biến hình báo chạy chạy đằng kia kìa. Có ngon nhào tới. Mình khô máu luôn. Hồi nãy hên là chạy thoát được. À có người, có người. Mình thấy đứng tút tút đằng kia. Đây cũng có người nữa nè. Nhảy vào cái room của mình là sai lầm rồi nha. À thanh niên xài trái báo đốm nè anh em. Quân quân cũng chạy lại chỗ này. Lần này là không cho chạy luôn. Đợi chiêu hồi đi mình đánh. Mở rơm ra nào. Chọi đá vô. Báo đốm với lại chúng tôi à. Lúc nãy hên hên thì chạy được thôi nha. Lần này thì không có đâu. Còn giọt máu. Ôi thanh niên xài trái Mochi KS rồi anh em ơi. Tức quá trời quá đất. Mình đánh còn có giọt máu luôn á. Cay ghê không. Mà thôi, không có người này thì có người khác. Bây giờ tiêu diệt thanh niên xài trái Mochi này đỡ ghiền đi ha. Đâu rồi. À lướt lướt ở ngoài kia kìa anh em ạ. Đứng như đây quan sát coi có ai vào cái room của mình hay không. Để mình xài cái chiêu số 3. Đây đây đây. Canh nãy giờ mới có người vào. Đấy. Vô đánh tiếp chứ chờ đợi gì nữa. Tự nhiên cái chỗ này bây giờ đông ghê ha. Quá trời người. Xài Magu, Pika đồ các kiểu. Hồi nãy là thanh niên xài trái Gura sắp chết rồi đó. Dùng cái chiêu bay để bay đi chỗ khác. Chứ dám đứng ở đây vậy anh em ạ. Đứng ở đây là mình cho bay màu ngay.
để mình xử cái thanh niên xài trái magu trước nè. Hồi nãy giờ cái đứng lạng bắn dung nham hoài à. Đâu rồi? Chạy. Còn có xíu máu à. Ủa? Đâu ra người chơi sử dụng trái bao đốm đó vậy? Thanh niên này khác nha anh em. Cấp cao hơn cái người chơi sử dụng trái bao đốm lúc nãy nhiều luôn á. Thôi toan rồi anh em ơi. Lần này sống không nổi. 6 mạng liên tiếp của mình sắp bay màu rồi. Nhưng mà phải chấp nhận, tại vì gặp phải người chơi cấp cao hơn biết sao giờ. No, thế là bay màu. Mà thôi, chắc tới đây cũng được rồi. Hôm nay chủ yếu là sử dụng cho anh em xem trái OB full chiêu. Nói chung là nó vẫn hơi khó chơi. Thiệt, cái này là đối với mình thôi. Còn anh em nào mà chơi rành rồi thì sẽ thấy nó dễ chơi. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.